Chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Đây là một bức tranh về nhân vật Among Us được đang đội mũ cao bồi và ăn mặc rất lịch thiệp nhá. Và bây giờ hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này về nhân vật Among Us này nhé. Xanh lá cây này. Cơm ê. Thương hiệu Mi Essential là một thương hiệu sản xuất các phụ kiện mà
Và mình đã tô màu xong cho nhân vật Among Us đang đội mũ cao bụi này rồi nhá.